Bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2017. Nóng bức. Mệt mỏi. Quá nhiều kiến thức. nhiều môn học. Hãy đến với chương trình bổ trợ kiến thức hướng dẫn tổng ôn tập của VTV7. 16 giờ và 23 giờ hàng ngày trên VTV7. Ôn tập tất cả các môn: Toán, Văn, Tiếng Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Giáo dục công dân. Tương tác và làm bài tập qua website và Facebook của chương trình. Hãy cùng VTV7 chinh phục kỳ thi. Còn bây giờ, mời các em cùng theo dõi nội dung bài học hôm nay. Xin chào tất cả các em, chúng ta đang theo dõi chương trình chinh phục kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Các em thân mến, phần trách nghiệm hình học là một trong phần rất là khó đối với các bạn học sinh và làm sao để giải quyết thật nhanh và chính xác một bài toán trách nghiệm hình học. Chúng ta hãy cùng theo dõi bài học ngày hôm nay nhé. Ở trong bài học ngày hôm nay thì thầy sẽ giới thiệu các bài toán liên quan đến phương trình tổng quát của một mặt phẳng và chúng ta đều biết là phương trình tổng quát của một mặt phẳng thì sẽ có dạng là ax cộng bi cộng cz cộng d bằng 0 với abc là các hàng số và không đồng thời bằng 0. Ở chúng ta có một vài ghi nhớ như sau. Đó là để chúng ta có vector n có tọa độ abc là vector phát tuyến của mặt phẳng p. Ở đây chúng ta lưu ý cho thầy là chúng ta luôn luôn có điều kiện là a bình cộng b bình cộng c bình khác không tức ở đây là abc không đồng thể bằng không để cho vector n là một vectơ khác vector không à, chúng ta có điểm m tọa độ x không y không z không là một điểm nằm trong mặt phẳng p và bây giờ chúng ta hãy theo dõi hình vẽ của thầy chúng ta có mặt phẳng p đi qua điểm m có tọa độ x không y không z không và chúng ta có vectơ phát tuyến là vector n thì chúng ta đều nhớ rằng là à, khi có một điểm và có vector phát tuyến thì phương trình tổng quát của mặt phẳng p sẽ là a nhân x trừ x, x, x 0 cộng b nhân y trừ y không cộng với C nhân Z trừ Z0 bằng 0. Đúng chưa? Như vậy chúng ta muốn viết phương trình tổng quát của mặt phẳng thì chúng ta sẽ cần hai thông tin. Thông tin đầu tiên đó là chúng ta phải tìm được tọa độ của một vector phát tuyến và thông tin thứ hai đó là tọa độ của một điểm ở trên mặt phẳng. Và cái phương trình tổng quát của mặt phẳng B ở đây chính là một cái điều kiện để cho một điểm bất kỳ mà thuộc mặt phẳng gì P. Đúng chưa? Chúng ta chú ý như sau, đó là khi mặt phẳng P có hai vector có giá nằm trên P hoặc song song với P. À hai vector này thầy ký hiệu là các vector U1 và vector U2. Ở đây chúng ta lưu ý là chúng ta có giả thiết là U1 và U2 là hai vector không cùng phương, tức là chúng ta có vector U1 khác K lần vector U2. Đây, chúng ta cùng theo dõi. Chúng ta thấy là mặt phẳng P, ở đây chúng ta thấy là hai vector là vector U1 và vector U2 này, thầy đặt là nằm trên mặt phẳng P cho thầy dễ vẽ. Đấy sau khi chúng ta có hai vector u1 và u2 này rồi thì chúng ta sẽ suy ra được cái vector pháp tuyến n này. Uh, vector pháp tuyến của mặt phẳng P sẽ có dạng là vector n này chính là tích có hướng của hai vector chỉ phương u1 và u2. Uh, và các em lưu ý rằng là hai vector u1 và u2 này người ta còn gọi là hai vector chỉ phương của mặt phẳng P. Đúng không? Và chúng ta chỉ cần lưu ý một điều đó là khi chúng ta có hai vector chỉ phương và không cùng phương thì chúng ta chỉ cần lấy tích có hướng thì sẽ sinh ra được vector pháp tuyến được chưa? Như vậy là từ đó thì chúng ta thấy rằng là muốn viết phương trình tổng quát của một mặt phẳng chúng ta cũng chỉ cần có một thông tin nữa đó là tọa độ một điểm và tọa độ của hai vectơ chỉ gì chỉ phương. Nếu chúng ta có hai vectơ chỉ phương không cùng phương, chúng ta lấy tích có hướng cũng sinh ra được vectơ pháp tuyến và có vectơ pháp tuyến có tọa độ một điểm chúng ta sẽ viết được phương trình mặt phẳng. Được chưa nhỉ? Đấy, chúng ta sẽ chuyển sang phần chú ý tiếp theo. À, chúng ta ghi nhớ cho thầy một mặt phẳng đặc biệt như sau. Đó là nếu mặt phẳng p cắt các trục tọa độ ox oy oz theo thứ tự tại các điểm A có tọa độ là A00, B có tọa độ là 0B0 và C có tọa độ là 00C thì phương trình của mặt phẳng P là x chia A cộng với y chia B cộng z chia C bằng 1. Ở đây chúng ta có điều kiện là ABC không đồng thể bằng 0, tức là ba điểm ABC này không trùng với gốc tọa độ O. Phương trình này thì chúng ta có thể gọi nôm na nó là phương trình mặt phẳng viết theo đoạn chắn hoặc đôi khi người ta còn gọi là phương trình mặt chắn. Được chưa? Như vậy chúng ta thấy là nếu như mặt phẳng P mà cắt các trục tọa độ OX, OY, Z tại ba điểm A, B, C thì chúng ta sẽ viết được ngay phương trình mặt phẳng P có dạng như thế này. Đấy chưa nhỉ? Đó. Chúng ta ghi nhớ tiếp theo cho thầy đó là mặt phẳng mà đi qua ba điểm A, B, C không thẳng hàng thì chúng ta sẽ có bài toán đó là viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng đúng không? Đấy và ở đây chúng ta đặt là mặt phẳng đi qua ba điểm A, B, C không thẳng hàng này. Thì chúng ta sẽ lưu ý là vectơ phát tuyến của mặt phẳng này chính là tích có hướng của hai vectơ AB và AC đúng không? Như vậy nếu như muốn viết phương trình mặt phẳng ABC, chúng ta chỉ cần uh, tính vectơ AB, chúng ta tính vectơ AC và tích có hướng của hai vectơ này sẽ là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ABC. Đấy chưa em. Có một bài toán nữa đó là bài toán mà viết phương trình mặt phẳng à, đi qua một điểm à, và chứa một đường thẳng nào đó với điều kiện đó là cái đường thẳng này không đi qua điểm. Đúng không? Ở cái bài toán này thực ra là có thể đưa được về bài toán bên trên. bằng cách là trên cái đường thẳng đấy chúng ta lấy hai điểm và chúng ta sẽ quy về bài toán là viết phương trình mặt phẳng à, đi qua ba điểm không thẳng hàng, đúng không? Hoặc chúng ta có thể giải quyết như sau, đó là một đường thẳng d đi qua điểm B và có vectơ chỉ phương là vectơ u, thì à, chúng ta nhớ là cái mặt phẳng P này là sẽ đi qua điểm A và có vectơ pháp tuyến chính là tích có hướng của vectơ AB và vectơ u. Như vậy để giải quyết cái bài toán mà viết phương trình một mặt phẳng à, à, đi chứa một điểm và chứa một cái đường thẳng nào đó, thì chúng ta chỉ cần làm nội tác là chúng ta sẽ tìm vectơ chỉ phương của cái đường thẳng đó và một điểm nằm trên đường thẳng. Sau đó chúng ta kết hợp với cái điểm A thì chúng ta sẽ tìm được hai vectơ chỉ phương là AB và vectơ U. Sau đó chúng ta lấy tích có hướng chúng ta sẽ tìm được vectơ pháp tuyến. Có vectơ pháp tuyến và chúng ta sẽ lấy một điểm thì chúng ta sẽ viết được ngay phương trình của mặt phẳng. Được chưa? Như vậy thì mình vừa thống kê lại cho chúng ta là một vài cái bài toán cơ bản nhất để viết phương trình một mặt phẳng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần ví dụ. Ví dụ, viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm. Điểm A tọa độ 300 B có tọa độ trừ 1, 1, 1 C có tọa độ là trừ 3, 1, 2 Đáp án A Mặt phẳng là x cộng 3y cộng z trừ 3 bằng 0 Đáp án B x cộng 2y cộng 2z trừ 3 bằng 0 Đáp án C x cộng 2y cộng 2z cộng 3 bằng 0 Và đáp án D x trừ 2y cộng 4z trừ 3 bằng 0 Bây giờ thì chúng ta sẽ chọn phương án nào trong 4 phương án này ra bốn phương án này thì đây chính là cái bài toán mà viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm A B C chính là viết phương trình mặt phẳng A B C đúng không? Thế thì cách đầu tiên mà mọi người hay làm đối với cái dạng bài trắc nghiệm đó chính là cái động tác là chúng ta thay ba điểm A B C và các đáp án. Nếu như chúng ta thay ba điểm A B C và các đáp án mà chúng ta thấy là có một đáp án nào đó mà thỏa mãn được tất cả là khi ta thay ba điểm này thì vào thì chúng ta sẽ thu được một mệnh đề đúng. thì khi đó thì chúng ta sẽ tìm được ngay đáp án đúng. Như vậy, cách làm đầu tiên của chúng ta đó chính là cách mà chúng ta thay tọa độ các điểm ABC vào và em sẽ chọn được phương án đúng. Được chưa? Còn cách làm mà truyền thống của chúng ta sẽ là gì? là chúng ta sẽ tính các vectơ AB, chúng ta sẽ tính vectơ AC và chúng ta lấy tích có hướng của nó, chúng ta sẽ tìm một vectơ pháp tuyến. Chọn một trong ba điểm ABC, chúng ta sẽ viết được phương trình mặt phẳng. Được chưa? Bây giờ sẽ là lời giải. Chúng ta có vectơ AB có tọa độ trừ bốn 1. một. Vectơ AC có tọa độ là 6, sáu một Khi đó, thì đặt vector n bằng tích có hướng của hai vector AB và vector AC thì vector tích có hướng này sẽ có tốc độ là 1 2 2. Như vậy chúng ta đã tìm được vector tích có hướng là 1 2 2. Bây giờ chúng ta muốn viết phương trình mặt phẳng ABC, chúng ta chỉ cần chọn một trong ba điểm ABC và đây thầy chọn điểm A. Mặt phẳng ABC đi qua điểm A có tốc độ là 300 0 và nhận n làm vector pháp tuyến, khi đó phương trình của mặt phẳng sẽ như sau. 1 nhân với x 3 cộng với 2 nhân với y 0 cộng với 2 nhân z 0 bằng 0 và rút gọn đi chúng ta tìm được đó là x cộng 2y cộng 2z 3 bằng 0. vậy chúng ta chọn đáp án nào nhỉ? Rồi, chúng ta sẽ chọn được phương án gì? B. Các em đã hiểu bài này chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang ví dụ tiếp theo nhé. Ví dụ, viết phương trình mặt phẳng ABC, biết điểm A mở ngoặc 1 0 0, B 0 2 0, điểm C 0 0 3. Phương án A là 6x cộng 3y cộng 2z 6 bằng 0. Phương án B 6x cộng 3y cộng 2z cộng 6 bằng 0. Phương án C, 6x trừ 3y cộng 2z trừ 6 bằng 0. Và phương án D, 6x cộng 3y trừ 2z trừ 6 bằng 0. Đây cũng vẫn là dạng bài toán viết phương trình mặt phẳng đi qua 3 điểm. Được chưa? Nhưng mà em có nhìn thấy điều gì đặc biệt ở đây không? Chúng ta thấy là điểm A tọa độ là 1, 0, 0. Điểm B tọa độ là 0, 2, 0. Và điểm C có tọa độ là 0, 0, 3. Như vậy chúng ta thấy hình như ba điểm này rất là đặc biệt. Đúng không? nếu chúng ta thích ý chúng ta sẽ nhìn thấy ngay là điểm A là nằm trên trục O Ox, điểm B nằm trên trục Oy và điểm C nằm trên trục Oz. Được chưa? Và làm sao để tìm được phương án đúng bây giờ? À, chúng ta sẽ có cách đầu tiên là theo thầy thì chúng ta sẽ thay tọa độ ba điểm A B C vào. Ở đây thay rất là dễ đúng không? Bởi vì tọa độ của điểm nó đơn giản, đúng không? Như vậy em thay vào chúng ta sẽ tìm ngay được đáp án đúng. Đúng chưa? Đấy là cách một. Và cách hai là gì? Cách hai là chúng ta làm giống như ví dụ bên trước ấy là chúng ta sẽ tính các vectơ chỉ phương AB và AC, sau đó chúng ta tìm một vectơ pháp tuyến. Đúng chưa Đấy là cách số 2. Thế còn cách 3 là gì nhỉ? À cách 3 chúng ta nhìn thấy là điểm A, điểm B, điểm C lần lượt nằm trên các trục tọa độ. Như vậy điều này có nghĩa là chúng ta có thể áp dụng được cái phương trình mặt phẳng mà viết theo đoạn tràn mà thầy vừa nói nãy. Đúng chưa? Vậy thì ở đây thì mình sẽ trình bày một cách, đó là cách số 3. Ta theo dõi lời giải như sau. À, chúng ta có phương trình mặt phẳng ABC đó là À, chúng ta thấy điểm A nằm trên trục OX đúng không? Như vậy phương trình của ta là X chia 1 cộng với điểm B nằm trên trục OY. Đây, như vậy là Y cho 2 và chúng ta cộng với Z trên 3 bằng 1. Nhớ là bằng 1 chứ không phải bằng 0 nhé. À, sau đó thì chúng ta sẽ quy đồng lên thôi đúng không? Chúng ta thu được là 6X thì cộng 3Y cộng 2Z 6 bằng 0. Như vậy chúng ta tìm thấy phương án nào chính xác ở đây nhỉ? Rồi, phương án chính xác của chúng ta chính là phương án gì? À, các em hiểu bài này chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang ví dụ tiếp theo. Ví dụ, cho điểm A mở ngoặc 2 11. Viết phương trình mặt phẳng đi qua 3 điểm là hình chiếu vuông góc của A lên 3 trục Ox, Oy và Oz. Phần A. x' 3y 2z 2 0. Phần B. x' 2y 2z 2 bằng 0. Phần C. 6x' 3y 2z 6 0 và phương án D. x' 2y z 2 bằng 0. Chúng ra đây vẫn là dạng bài toán viết phương trình mặt phẳng đi qua 3 điểm. Nhưng ở đây chúng ta lưu ý là ba điểm này nó là hình chiếu vuông góc của điểm A lên các trục tọa độ OX, OY và OZ. Được chưa? Như vậy để viết phương trình mặt phẳng này thì một lẽ rất là tự nhiên là chúng ta sẽ nghĩ đến cái việc là chúng ta đi tìm ba cái hình chiếu này. Được chưa? Sau khi em tìm được ba hình chiếu này rồi thì chúng ta thấy là ba cái hình chiếu này đều nằm trên cái trục tọa độ OX, OY, OZ. Như vậy em có thể áp dụng được phương trình mặt phẳng viết theo đoạn tràng. Được chưa? Đấy. Như vậy trước mắt là chúng ta phải xem xem là ba cái hình chiếu này tìm như thế nào. À, chúng ta có nhớ là cách tìm hình chiếu của một điểm lên một trục tọa độ không? À chúng ta nhớ nhé, điểm A tọa độ là 2 1 1 mà em chiếu lên trục Ox gì? thì cái hình chiếu, cái điểm hình chiếu sẽ có tọa độ là gì? À chúng ta nhớ rồi đúng không? Có tọa độ là 2 0 0. Được chưa? Em chiếu lên Ox gì? thì cái y và z nó sẽ bằng bằng 0. Một cách tương tự chúng ta cũng sẽ tìm được cái hình chiếu của điểm A lên các trục Y và Oz. O Sau khi em có 3 điểm hình chiếu, chúng ta sẽ viết được phương trình mặt phẳng. Được chưa nhỉ? Đấy, như vậy bây giờ chúng ta sẽ xem lời giải nhé. Gọi MNP lần lượt là hình chiếu vuông góc của A ở lên các trục OX, OY và OZ. Thế thì khi đó chúng ta sẽ có tọa độ các điểm MNP lần lượt như sau. Điểm M có tọa độ là 200. Đúng không? Chúng ta thấy là chiếu xuống trục OX mà thì cái Y và Z lại bằng 0 này. À, tương tự thế điểm N tọa độ là 0 1 0 và điểm P có tọa độ là 0 0 1. Như vậy chúng ta tìm được ba hình chiếu MNP rồi thì chắc chắn là chúng ta sẽ viết được phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm MNP đúng không? Chúng ta sẽ có như sau. Từ đó phương trình mặt phẳng MNP sẽ là x chia cho 2 cộng với y chia trừ 1 cộng với z chia 1 bằng 1. Và chúng ta kết luận là mặt phẳng cần tìm ở đây đó là x trừ 2 y cộng 2z trừ 2 bằng 0. Vậy thì phương án chính xác của chúng ta ở đây là phương án nào? Phương án B. Các em đã hiểu về này chưa? Như vậy chúng ta tìm được ba điểm hình chiếu và chúng ta sẽ viết được ngay phương trình của mặt phẳng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang ví dụ tiếp theo. Ví dụ, cho điểm M mở ngoặc 3, 2, 1, lập phương trình mặt phẳng P đi qua điểm M, cắt trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C, sao cho phần A, M là trọng tâm của tam giác ABC; phần B, M là trực tâm của tam giác ABC. Vậy bài này bắt đầu khó hơn rồi, đúng không? Người ta cần viết phương trình mặt phẳng đi qua một điểm và người ta cho em điểm M tốc độ là 3, 2, 1 và nó cắt các trục tọa độ tại ba điểm A, B, C và đòi hỏi rằng là M phải là trọng tâm của tam giác ABC. Vậy thì bây giờ chúng ta làm là nhỉ? À chúng ta thấy là cái mặt phẳng này cắt trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại ba điểm A, B, C. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ phải đi viết phương trình mặt phẳng nào? ABC. Mà chúng ta thấy là ba điểm A, B, C đều nằm trên các trục tọa độ. Như vậy em có thể áp dụng được phương trình mặt phẳng với hai đoạn chắn. Đúng chưa? Đấy. Như vậy chúng ta sẽ có như sau. À, chúng ta gọi điểm A tọa độ là A00, B có tọa độ là 0B0 và C tọa độ là 00C là ba cái điểm lần lượt nằm trên các trục tọa độ và chúng ta sẽ thấy như sau. Theo công thức trọng tâm thì chúng ta có là chúng ta nhớ là giả thiết đầu bài người ta cho em là điểm M là trọng tâm của tam giác ABC đúng không? Mà điểm M là trọng tâm của tam giác ABC thì chúng ta thấy là à, chúng ta có điểm A, B và C rồi và chúng ta có tọa độ điểm M kia Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là khi em áp dụng công thức trọng tâm chúng ta sẽ tìm được ngay A và B và C được chưa? Và sau khi em tìm được ABC rồi thì chắc chắn là chúng ta sẽ viết được phương trình mặt phẳng ABC viết theo đoạn thẳng. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ thử xem như sau. À, theo công thức trọng tâm thì ta sẽ có như sau này. À, chúng ta có nhớ công thức trọng tâm không? Chúng ta có là A cộng 0 cộng 0 thì bằng à, bằng 3 x 3. Đó là thể nhân luôn đây đấy. Đúng không? 0 cộng B cộng 0 bằng 3 x 2. Và 0 cộng 0 cộng C thì bằng 3 x 1. Và từ đó thì chúng ta sẽ tìm được như sau. A bằng 9, B bằng 6 và C bằng 3. À, sau khi chúng ta tìm được A, B và C rồi, tức là chúng ta sẽ tìm được tọa độ các điểm A lớn, B lớn và C lớn. Và từ đó chúng ta có thể viết được phương trình mặt phẳng. ABC. Được chưa? Đấy, vậy chúng ta có điểm A có tốc độ là 900, điểm B tốc độ là 060 và điểm C có tốc độ là 003. À, sau khi em có 3 điểm ABC thì phương trình mặt phẳng ABC đó là x chia 9 cộng y chia 6 cộng z chia 3 bằng 1. Em đã hiểu về này chưa? Đấy, như vậy chúng ta thấy là dựa trên công thức trọng tâm thì chúng ta đã tìm được uh, tọa độ các điểm ABC và từ cái tọa độ các điểm ABC rồi chúng ta sẽ tìm được phương trình của mặt phẳng ABC. Được chưa? như vậy chúng ta kết thúc ở phần a. ở phần b người ta yêu cầu chúng ta là gì? là điểm M không phải là trọng tâm nữa mà bây giờ là gì? trực tâm của tam giác ABC. cái điểm khác biệt giữa trọng tâm và trực tâm ở đây là gì? À, chúng ta thấy là trọng tâm thì em có công thức trọng tâm rồi, đúng không? nhưng trực tâm thì như chưa có sao? đúng chưa? vậy thì chúng ta phải làm nào? bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nhé ở à, trên hình vẽ của thầy, đây, đây là hình vẽ đây. chúng ta thấy là O oh, ở đây là gốc tọa độ và điểm A ở đây À, Thầy ký hiệu là làm trên trục OX, và điểm B nằm trên trục OI, điểm C nằm trên trục OZ. Và chúng ta cần phải viết phương trình mặt phẳng ABC. Ở đây chúng ta có là mặt phẳng ABC là sẽ nhận cái điểm M này làm, làm trực tâm. Đúng không? Đấy, vậy thì bây giờ là làm nào để viết phương trình mặt phẳng ABC? À, thế chúng ta lưu ý như sau. À, chúng ta có nhớ những cái mẫu cơ bản mà khi em tính khoảng cách hay là khi em dựng cái đường vuông góc không? À, chúng ta nhớ chúng ta có một mẫu cơ bản như thế này nếu như từ ô mà em kẻ oi vuông góc với ab à, sau đó từ ô em kẻ c à, em kẻ đường om vuông góc với lại ci thế thì khi đó chúng ta sẽ chứng minh được ngay đó là om sẽ vuông góc với mặt phẳng cab om vuông góc mặt phẳng cab và từ đó thì chúng ta sẽ chứng minh được một điều đặc biệt nữa đó chính là điểm m chính là trực tâm của tam giác ABC. Đây là một mẫu cơ bản và chúng ta phải ghi nhớ nó, đúng không? Đấy. như vậy nếu như thầy kẻ OI vuông góc với CI, à, với OI OM vuông góc với CI, nếu thầy kẻ OM vuông góc CI, thì ngay lập tức là điểm M là trực tâm của tam giác ABC. Điều này có nghĩa là cái mặt phẳng ABC này sẽ đi qua điểm M và nhận vector OM làm vectơ pháp tuyến. được chưa? Như vậy chúng ta thấy đầy đủ thông tin rồi mặt phẳng ABC đi qua một điểm điểm M biết rồi mà đúng không và vector pháp tuyến đây chính là vector O gì OM vector OM là tính được ngay bởi vì chúng ta nhớ lại cho thầy là gốc tọa độ O thì có tọa độ là 0 và chúng ta có tọa độ điểm M rồi như vậy chúng ta tính được vector OM có một điểm có vector pháp tuyến thì chắc chắn chúng ta sẽ viết được phương trình mặt phẳng ABC được chưa từ đó thì chúng ta sẽ có lời giải chi tiết như sau chúng ta sẽ thấy rằng là OM vuông góc với ABC và À, từ đó thì chúng ta sẽ có là mặt phẳng ABC đi qua điểm M và nhận vector OM là vector pháp tuyến. Và chúng ta tính vector OM ra thôi, đúng không? Chúng ta nhớ là điểm M của thầy có tốc độ là 321, thì vector OM cũng có tốc độ là 321, bởi vì gốc tốc độ O là 0, 0, 0. Được chưa? OM là vector pháp tuyến và điểm M thì có tốc độ là 321. Như vậy, phương trình mặt phẳng ABC sẽ như sau. 3 x, x x 3 cộng với 2 x y x 2 cộng với 1 nhân z 1 bằng 0. Và các em nhân ra chúng ta sẽ tìm được là 3x gì? cộng 2y cộng z trừ 14 bằng 0. Các em đã hiểu bài này chưa? Đấy, như vậy, một bài tập có vẻ rất là lạ đúng không? Nhưng chúng ta thấy là chúng ta sử dụng tính chất đặc biệt ở đây đó là à, khi m là trọng tâm của cái tam giác ABC này thì OM vuông góc mặt phẳng ABC và từ đó thì chúng ta sẽ viết được phương trình mặt phẳng ABC. Chúng ta hãy ghi nhớ cái tính chất đặc biệt này nhé. À, từ đó chúng ta sẽ kết luận đó là à, phương trình mặt phẳng ABC là 3x cộng 2y cộng z trừ 14 bằng 0. Các em đã hiểu bài này chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ tiếp theo. Ví dụ, trong mặt phẳng P thay đổi nhưng luôn đi qua điểm M tọa độ là 2, 3, 1 và cắt các tia OX, OI, OZ lần lượt tại 3 điểm A lớn, B lớn, C lớn. Và ở đây giả thiết là ABC khác, cấu tọa độ O. Giá trị nhỏ nhất của thể tích tứ diện OABC là bao nhiêu? Và viết phương trình mặt phẳng P khi đó. Đây là một tập rất là hay, đúng không? Người ta yêu cầu em là viết phương trình mặt phẳng P mà phẳng này thay đổi nhưng luôn đi qua điểm M và điểm M thì cho tọa độ rồi 2 3 1. Đúng không? Nó cắt các trục tọa độ tại các điểm điểm A lớn, B lớn, C lớn và sao cho uh, cái điểm ba điểm này khác gốc tọa độ O. Và người ta hỏi chúng ta rằng là giá trị nhỏ nhất của thể tích tứ diện OABC. Uh, thế chúng ta vừa theo dõi cái hình vẽ trước của thầy ấy, chúng ta thấy rằng là cái tứ diện OABC có gì đặc biệt? À chúng ta có OA, OB, OC là đôi một vuông góc và chúng ta nhớ lại là À, khi có OA, OB, OC đôi một vuông góc rồi thì thể tích của tứ diện này tính rất là dễ sẽ được tính bằng 1 phần 6 độ dài của OA nhân OB nhân với OC. Được chưa? Như vậy việc tính thể tích tứ diện là ta tính được à, phụ thuộc vào tọa độ ba điểm ABC. Nhưng tuy nhiên ở đây là người ta sẽ hỏi em đó là giá trị nhỏ nhất của thể tích tứ diện này là bao nhiêu? Được chưa? Đấy, thế thì cách làm của những bài tập như thế này. Thì trước hết là chúng ta sẽ gọi tọa độ các điểm ABC ra. Sau khi em gọi tọa độ các điểm ABC ra, thì chúng ta có thể tính thể tích tứ diện này, đúng không? Sau khi em tính thể tích tứ diện này rồi chúng ta sẽ tìm giá trị nhỏ nhất của tứ diện. À, ở đây có một điều đặc biệt mà chúng ta cần lưu ý đó là như sau, đó là à, mặt phẳng này luôn đi qua điểm M và cắt các tia, em nhớ nhé, cắt các tia, tia OX, OY và O gì, OZ. Thế nào là tia? Tức là chúng ta chỉ xét cái miền mà mang dấu gì đây, dấu dương hoặc có thể là bằng gì, bằng không. chỗ này là chỗ chúng ta sẽ phải lưu ý. À, bây giờ chúng ta sẽ theo dõi lời giải chi tiết như sau qua điểm A có tọa độ là A00. Điểm B tọa độ là 0B0 và điểm C có tọa độ là 00C. À, do giả thiết rằng là cắt các tia OXOYZ thế nên là ABC ở đây sẽ phải mang dấu gì? Dương. Ở đây tại sao dương hẳn là bởi vì ba điểm ABC là gác nó khác góc tọa độ gì? O. Đúng chưa? Đấy. Như vậy các em nhớ cho thầy chỗ này đó là à, cắt các tia Z thế nên là ABC sẽ phải mang dấu gì? Dương. Được chưa? đấy như vậy ABC dương rồi thì bây giờ chúng ta sẽ xem là à, chúng ta có thể viết được ngay phương trình mặt phẳng ABC ở đây chính là phương trình mặt phẳng P đấy đúng không? Chúng ta sẽ có như sau à, phương trình mặt phẳng P đó là x chia cho a cộng với y chia b cộng z chia c bằng 1 và vấn đề của tao là à, sẽ phải xem xem là ABC này có mối quan hệ gì thì chúng ta thấy rằng là giả thiết đầu tiên đó là giả thiết gì mặt phẳng này đi qua điểm nào em nhỉ? Điểm M đúng không? Và chúng ta nhớ là một mặt phẳng mà đi qua một điểm thì cái tọa độ điểm này thay vào phải gì? Thỏa mãn phương trình của mặt phẳng. Tức là bây giờ chúng ta thay x bằng 2, y bằng 3 và z bằng 1 vào phương trình này thì ta sẽ được một đặc thức. Đúng chưa? Như vậy chúng ta sẽ có giả thiết đầu tiên đó là điểm M thuộc mặt phẳng P nên ta có 2 chia cho A cộng với 3 trên B cộng với 1 trên C bằng 1. Được chưa? Đấy chưa? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tính cái thể tích tứ diện OABC và chúng ta lưu ý rằng là thể tích tứ diện này thì do ABC là mang dấu dương rồi nên việc tính thì hoàn toàn rất là thoải mái đúng không? Chúng ta sẽ có như sau. Thể tích tứ diện OABC sẽ bằng 1/6 của OA nhân OB nhân OC. Và chúng ta dễ thấy là độ dài OA thì bằng a nhỏ, độ dài OB thì bằng b nhỏ và độ dài OC thì bằng c nhỏ. ABC dương rồi nên ta sẽ để là bằng ABC chia cho 6. Được chưa? À, đấy, như vậy bài này chúng ta thấy là chúng ta sẽ phải đi tìm bây giờ chúng ta sẽ phải đi tìm là giá trị nhỏ nhất của thể tích Tức là chúng ta đi tìm cái giá trị nhỏ nhất của ABC chia cho 6 với cái điều kiện là 1 bằng 2 chia cho A cộng 3 trên B cộng với 1 chia cho C. Đúng chưa? Chúng ta thấy đây là một biểu thức liên quan đến tổng và đây là tích. Như vậy gợi ý là chúng ta có thể sử dụng bất đẳng thức gì? Cosi. Và sử dụng bất đẳng thức Cosi chúng ta sẽ có được như sau. Theo bất đẳng thức Cosi thì em sẽ có là à, chúng ta nhớ là chúng ta có đẳng thức là 1 thì bằng 2 chia cho A cộng với 3 trên B cộng với 1 trên C đúng không? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ áp dụng bất đẳng thức oxy cho ba số 2 chia A, 3 trên B và 1 trên C. Áp dụng bất đẳng thức oxy này thì chúng ta sẽ có như sau là lớn hơn hoặc bằng 3 lần căn bậc 3 của 2 trên A nhân với 3 trên B nhân với 1 trên C. Và bây giờ chúng ta sẽ mũ 3 hay về lên, chúng ta thu được như sau. ABC lớn hơn hoặc bằng 27 nhân với 6 và chia 2 vế cho 6, chúng ta thu được là 1 phần 6 của ABC thì lớn bằng 27. Và chúng ta đừng quên là 1 phần 6 của ABC 1 à, phần 6 của ABC chính là thể tích của tứ diện OABC. Như vậy chúng ta có thể tích của OABC là lớn hơn hoặc bằng 27. Vậy thì có nghĩa là thể tích bé nhất ở đây sẽ là bao nhiêu? 27, đúng không? Và từ đó chúng ta suy ra là thể tích nhỏ nhất sẽ là 27. À, sau khi chúng ta có thể tích nhỏ nhất bằng 27 rồi, thì người ta còn yêu cầu là viết phương trình mặt phẳng B khi đó đấy. Vậy thì có nghĩa là chúng ta sẽ viết phương trình mặt phẳng ABC trong trường hợp mà thể tích đạt giá trị nhỏ nhất là 27. À, vậy thì khi nào nhỉ? À, khi ở đây nó xảy ra dấu bằng thì chúng ta thấy là bất đẳng thức si sẽ phải xảy ra dấu bằng mà chúng ta ghi nhớ cho thầy là bất đẳng thức sẽ xảy ra dấu bằng khi ba số đó phải bằng nhau đúng không? Đấy ba số đó bằng nhau tức là chúng ta có là hai à, chia cho a à, bằng 3 trên b và bằng một trên c. Tuy nhiên chúng ta nhớ là ba số này bằng nhau mà tổng của ba số lại bằng mấy? Bằng một đúng không? Ba số bằng nhau tổng bằng một tức là ba số này sẽ phải bằng nhau và bằng một phần mấy ba phần đúng chưa? Và từ đó chúng ta sẽ rút ra này ta lấy đầu cuối chúng ta sẽ tìm được là A bằng 6, B bằng 9 và C bằng 13. Sau khi em tìm được ABC rồi, chúng ta thay vào phương trình mặt phẳng P thôi. Đúng không? Chúng ta sẽ thu được là phương trình mặt phẳng P là x trên 6 cộng y trên 9 cộng z trên 3 bằng 1. Đấy, và bài toán kết thúc. Như vậy em có hiểu bài này không? Đây là bài tập rất là hay đúng không? Đấy, và chúng ta nhớ là bài này có những cái điểm mà chúng ta cần lưu ý đó là gì? Là khái niệm các tia. Đúng không? Cái thứ hai đó là gì nhỉ? Đó là bất đẳng thức gì? Cô si đúng không? Và dấu bằng xảy ra khi nào? Khi mà ba số đó bằng nhau. Và chúng ta thấy là không biết là các bạn có để ý không nhưng mặt phẳng này có một điểm rất là đặc biệt. Nó gần giống với mặt phẳng mà chúng ta xét ở bài trước đấy. đấy. Vậy thì điểm giống nhau ở đây là gì? Và chúng ta có thể tổng quát thành một bài toán như thế nào? Thì à, câu hỏi đó sẽ là một bài tập về nhà chúng ta hãy suy nghĩ nhé. Và thì mình sẽ cố gắng giải đáp ở trong các số tiếp theo. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang mục tiếp theo. Khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng. À, bây giờ thầy cho em một điểm M, tọa độ là (x0, y0, z0) và mặt phẳng P có phương trình là ax cộng BI, cộng cz cộng d bằng 0. Em lưu ý ở đây là ABC là không được phải bằng 0. À, thế thì à, khi chúng ta có một điểm có tọa độ (x0, y0, z0) và khi chúng ta có mặt phẳng P có phương trình như thế này, thì chúng ta có thể tính được cái khoảng cách từ cái điểm M này tới mặt phẳng gì P và chúng ta có nhớ công thức tính không? Chúng ta sẽ có như sau, là khoảng cách từ điểm M tới mặt phẳng P sẽ được tính bằng trị tuyệt đối của ax0 cộng by0 cz0 d chia cho căn bậc 2 của a bình cộng b bình cộng c bình. Như vậy muốn tính khoảng cách từ một điểm tới mặt phẳng P chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta thay tọa độ điểm M vào phương trình của mặt phẳng gì? P và chúng ta để nó trong dấu trị tuyệt đối. Ở dưới là chúng ta sẽ chia cho căn bậc 2 của a bình cộng b bình cộng c bình. Trong đó a b c là hệ số của x của y và của z. Được sinh chưa? À, chúng ta lưu ý là chúng ta có điều kiện là a b c không đồng thời bằng 0, tức là a bình cộng b bình cộng c bình là khác không. À, bây giờ chúng ta có một chú ý như sau đó là À, ngoài cái việc mà tính khoảng cách giữa một điểm với một mặt phẳng thì chúng ta có một cái khoảng cách nữa đó là khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song. À, khoảng cách này thì chúng ta có thể có cái công thức tính nhanh như sau. Đây, à, thầy cho em hai mặt phẳng song song. Mặt phẳng P có phương trình là AX cộng BI cộng CZ cộng D1 bằng 0 và mặt phẳng Q có phương trình là AX cộng BI cộng CZ cộng D2 bằng 0. Ở đây điều kiện của thầy là cái D1 và D2 là khác nhau. À, chúng ta thấy rằng đây là hình ảnh của hai mặt phẳng song song vì chúng ta thấy là hình ảnh của nó là mà mặt phẳng song song là nó giống nhau cái hệ số axbycz này đây là axbycz giống hệt nhau đúng không chỉ khác nhau cái hệ số tự do đó là d1 và d gì d2 được chưa và bây giờ chúng ta làm nào để tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song, song p và q này à, thì đặt khoảng cách này là khoảng cách d thế thì cách làm truyền thống của ta của ta đây là gì nhỉ là chúng ta thấy là khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song này sẽ bằng khoảng cách từ một điểm trên mặt này tới mặt kia được chưa? Như vậy để tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng P và Q thì thông thường là người ta sẽ làm như sau. Đó là người ta sẽ lấy một điểm nằm trên mặt phẳng P. Đúng không? Người ta chọn một điểm trên mặt phẳng P, sau đó người ta tính khoảng cách từ điểm này tới mặt phẳng gì? Q. Thì khoảng cách đó chính là khoảng cách giữa hai mặt phẳng P và Q. Được chưa? Đấy là cách làm truyền thống của ta. Tuy nhiên thì chúng ta có một công thức giải nhanh như sau. Chúng ta có thể tính được thật nhanh khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song P và Q theo công thức sau. Chúng ta có khoảng cách giữa P và Q được tính bằng chị tuyệt đối của D1 trừ D2 chia cho căn bậc 2 của A bình cộng B bình cộng C bình. chắc hẳn là rất nhiều bạn cũng đã biết công thức này đúng không? Đấy. À, chúng ta thấy là như vậy để tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng này thì chúng ta chỉ cần lấy các hệ số tự do D1 và D2 em trừ đi nhau. Đúng chưa? Ở dưới mẫu thì chúng ta sẽ chia cho căn bậc 2 của A bình cộng B bình và cộng với C bình. Để ra như vậy, nếu mà chúng ta biết công thức này thì chúng ta à, sẽ giải quyết bài toán là tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song rất là nhanh đúng không? Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có một cái phần tiếp theo như sau Đó là phương trình mặt phẳng song song và cách đều cả P và Q à, Cái mặt phẳng song song và cách đều cả P và Q Trong trường bà mà chúng ta có P và Q song song với nhau Thì cái mặt phẳng song song và cách đều cả hai mặt phẳng P và Q này Chính là cái mặt phẳng nằm ở chính giữa Ta có thể tự tượng như thế đúng không? Và phương trình mặt phẳng ở chính giữa này Thì chúng ta có thể viết được rất là nhanh như sau Đó là AX cộng BI cộng CZ cộng với D1 cộng D2 chia cho 2 bằng 0 chúng ta thấy là cái phương trình mặt phẳng ở chính giữa này thì chúng ta thấy là vẫn song song với hai mặt phẳng P và gì? và Q. Và cái hệ số tự do thì sẽ đặt bằng là trung bình cộng của hai số d1 và d2. Tức là hệ số tự do ở đây sẽ được tính là bằng d1 cộng d2 chia cho 2. Và cái hệ số axbycz I, I, này vẫn giống hệt với đối với mặt phẳng P và mặt phẳng gì? Q. Được chưa? Như vậy chúng ta thấy là hai cái công thức này rất là dễ nhớ đúng không? Công thức đầu tiên đó là công thức khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song cực kỳ dễ nhớ đúng không và công thức thứ hai đó là phương trình mặt phẳng song song và cách đều hai mặt phẳng song song p và q thì sẽ được tính theo công thức này được chưa à, ngoài ra chúng ta sẽ có một chú ý như sau đó là à, từ cái các công thức này thì chúng ta có thể suy ra được là à, phương trình mặt phẳng đối xứng với mặt phẳng p ở đây mặt phẳng p có phương trình là ax cộng by cộng cz cộng d bằng 0 qua cốc tọa độ o à, chúng ta sẽ gặp rất nhiều bài toán trắc nghiệm à, theo kiểu là viết phương trình một mặt phẳng mà đối xứng với mặt phẳng cho trước qua một điểm và ở đây thì uh, nếu như chúng ta chọn cái điểm đó là gốc tọa độ O tức là điểm đặc biệt thì chúng ta sẽ có một kết quả rất là đặc biệt và rất dễ nhớ như sau. Đó là uh, phương trình mặt phẳng đối xứng sẽ có dạng là AX cộng BI cộng CZ trừ D bằng 0. Như vậy chúng ta thấy là một mặt phẳng mà đối xứng với cái mặt phẳng ban đầu qua gốc tọa độ O thì chúng ta thấy nó chỉ khác nhau ở cái hệ số D. Chúng ta có cái hệ số D này là đổi dấu đúng không? Đây là cộng thì đây sẽ là trừ mà đây là trừ thì đây sẽ là gì? Là cộng. Được chưa? bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần ví dụ minh họa. Ví dụ, trong mặt phẳng P, 2x cộng 4y cộng 6z cộng 1 bằng 0 và mặt phẳng Q, x cộng 2y cộng 3z trừ 2m bằng 0. Tìm m để hai mặt phẳng này song song với nhau. Phương án A, m khác trừ 1 phần 4. Phương B, với mọi giá trị của m. Phương án C, m bằng trừ 1 phần 4. Và phương D, m khác trừ 1 phần 2. À, đây là bài toán là tìm điều kiện của tham số m để hai mặt phẳng là song song đúng không? À, và chúng ta nhớ lại là lúc trước thầy đã nói với chúng ta là hai mặt phẳng song song thì chúng ta thấy là hệ số của cái chùm x, y, z này nó sẽ giống hệt nhau. Nên hệ số của x, y, z giống hệt nhau và nó chỉ khác nhau ở hệ số gì? Hệ số tự do d thôi. Được chưa? Đấy, vậy thì bây giờ làm nào để uh, để tìm được điều kiện của m nhanh nhất, nhất? Thì chúng ta thấy là uh, phương trình mặt phẳng P là 2x cộng 4y cộng 6 cộng 1 bằng 0. Và chúng ta hãy nhìn như thế này vào phương trình mặt phẳng Q. Đúng không? Chúng ta nghĩ rằng nghĩ tới việc là nếu như chỗ này là 2 thì nếu ta nhân cả hai vế phương trình của mặt phẳng quy với số 2 chẳng hạn thì ta sẽ thu được là 2x cộng 4y cộng 6z trừ 4m bằng 0. Và chúng ta thấy là hệ số của x, y, z nó sẽ giống hệt nhau. Và từ đó thì chúng ta chỉ cần cho cái hệ số tự do nó khác nhau là chúng ta có thể tìm được ngay điều kiện để hai mặt phẳng này là song song. Và bây giờ chúng ta sẽ theo dõi phần lời giải chi tiết nhé. À, chúng ta có mặt phẳng quy đây. x cộng 2y cộng 3z trừ 2m bằng 0. Và bây giờ thầy sẽ làm động tác như sau là thầy sẽ nhân cả hai vế với số 2. Thì chúng ta sẽ có nhé. 2x cộng 4y cộng 6z trừ 4m bằng 0. Đấy, như vậy chúng ta có mặt phẳng quy như thế này. Và chúng ta nhớ lại mặt phẳng P của ta. Đây. À, do mặt phẳng P của ta có phương trình là 2x cộng 4y cộng 6z cộng 1 bằng 0. Nên hai mặt phẳng P và Q song song với nhau khi. Đó là gì nhỉ? Chúng ta sẽ cho trừ 4m khác bao nhiêu? Khác 1. vì cái hệ số đằng trước này là giống hẹn nhau rồi đúng không? Như vậy chúng ta sẽ chỉ cần là trừ 4m khác 1. Và chúng ta sẽ tìm được điều kiện của m. được chưa? Và từ đó chúng ta sẽ có như sau. Trừ 4m khác 1 và ta tìm được m khác trừ 1 phần 4. Vậy thì sau khi mà chúng ta tìm được m khác trừ 1 phần 4 rồi, thì đáp án chính xác của chúng ta là đáp án nào? Chúng ta có đáp án chính xác là đáp án A. À, các em đã hiểu bài này chưa? Đấy, chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ tiếp theo nhé. Ví dụ, một mặt cầu tiếp xúc với hai mặt phẳng song song P 2x cộng 4y trừ 4z cộng 3 bằng 0 và Q 2x thì cộng 4y trừ 4z cộng 15 bằng 0 sẽ có bán kính là phương án A bán kính R bằng 2, phương án B bán kính R bằng 1, phương án C R bằng 1 phần 2 và phương án D là R bằng 3 phần 2. Đấy. Như vậy chúng ta thấy là người ta cho em hai mặt phẳng P và Q và hai mặt phẳng này là song song. Đúng không? Chúng ta thấy dấu hiệu đây. Đúng không? Chúng ta thấy, chúng ta thấy là 3 và 15 là khác nhau đấy. Như vậy chúng ta thấy đây là hai mặt phẳng song song và mặt cầu thì tiếp xúc với hai mặt phẳng này. Mặt cầu tiếp xúc với hai mặt phẳng này tức là mặt cầu phải nằm ở gì? Ở giữa. Đúng chưa? Và dễ dàng chúng ta thấy rằng là khi mà mặt một mặt cầu mà tiếp xúc với hai mặt phẳng song song thì cái đường kính của mặt cầu chính là khoảng cách của hai mặt phẳng song song. Đúng chưa? Chúng ta có đường kính của mặt cầu thì sẽ là bằng cái khoảng cách giữa hai cái mặt phẳng song song này. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta lưu ý là ở đây người ta hỏi em là gì? Bán kính. Nhưng mà chúng ta nhớ là có đường kính rồi thì chúng ta chỉ việc chia cho hai thì ta sẽ thu được về bán kính. Như vậy vấn đề ở đây sẽ là vấn đề chúng ta sẽ phải tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng P và gì? Q. Và hai mặt phẳng này song song thì chúng ta có công thức tính nhanh rồi chúng ta có nhớ không đấy chúng ta sẽ áp dụng công thức và chúng ta sẽ tìm được lời giải chính xác ngay chúng ta có như sau bán kính cầu thì bằng một nửa khoảng cách giữa hai mặt phẳng p và q đúng không và chúng ta tính khoảng cách này và thầy đặt khoảng cách giữa hai mặt phẳng p và q là d và chúng ta có nhớ công thức tính không chúng ta sẽ lấy là 3 trừ đi 15 đúng không và chúng ta sẽ chia cho này hai bình cộng 4 bình cộng với trừ 4 tất cả bình phương được chưa Đấy, chúng ta tính cái khoảng cách này ra chúng ta tính ra và chúng ta thu được kết quả là bằng gì bằng hai đúng không đây là cái công thức mà tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song rất là nhanh đấy ta tính được khoảng cách này bằng hai sau khi em tính được khoảng cách bằng hai rồi thì chúng ta sẽ chỉ cần chia cho hai này chúng ta sẽ tìm được bán kính như vậy chúng ta sẽ tìm được bán kính r sẽ bằng 1 phần hai nhân với d và kết quả của chúng ta thu được là bằng một một được chưa ta tìm được r bằng một rồi vậy thì phương án chính xác của chúng ta ở đây sẽ là phương án nào à như vậy chúng ta sẽ chọn được phương án gì b được chưa em? Đấy, như vậy đây là bài tập rất là hay đúng không? Đấy, bằng cách mà chúng ta dùng cái công thức uh, tính nhanh đó là chúng ta tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song à, thì chúng ta sẽ suy ra được ngay bán kính của mặt về mặt cầu. À, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang ví dụ tiếp theo nhé. Ví dụ, cho mặt phẳng P có phương trình là 2x cộng 2y trừ z cộng 5 bằng 0. À, tìm điểm M trên tiêu OI sao cho khoảng cách từ M đến mặt phẳng P bằng 5. Phương A M có tốc độ là 4, 0, 2. Phương án B, M có tốc độ là 0, 10, 0. Phương án C, M có tốc độ là 0, 10, 0. Và phương án D, M có tốc độ là 0, 5, 0. Đây là bài toán tìm tọa độ một điểm và có giả thiết khoảng cách. Được chưa? À, chúng ta hãy đọc kỹ bài toán này và chúng ta thấy có một điểm đặc biệt ở đây đó chính là gì? điểm M nằm trên tia OI. Đúng không? Điểm M nằm trên tia OI thì ngay lập tức là cái tung độ của điểm M sẽ phải lớn hơn hoặc bằng gì? Bằng 0. là nhớ điều này nhá, tia OI em ạ. Đấy chưa? Như vậy ở đây chúng ta thấy là muốn tìm tọa độ điểm M mà điểm M nằm trên tia OI thì hoàn toàn em có thể đặt tọa độ điểm M. À, và chúng ta thấy là tọa độ điểm M nó chỉ phụ thuộc vào một tham số thôi. Đúng không? À, chúng ta sẽ tìm tham số này bằng cách là chúng ta lập một phương trình. Và cái phương trình ở đây là gì? là chính là phương trình khoảng cách đấy. Chúng ta nhớ là người ta đã cho chúng ta khoảng cách từ điểm M tới mặt phẳng B là bằng mấy rồi? Bằng 5. Đúng không? Như vậy chúng ta muốn tìm một ẩn và chúng ta có một phương trình. Như vậy là chúng ta sẽ tìm được ngay cái đáp án. Đúng không? Đấy là cách đầu tiên. À, tuy nhiên có một cách nữa đó là thế nào nhỉ? Chúng ta có thể kiểm tra cái điểm M này xem có thỏa uh, giả thỏa mãn cái giả thiết độ bài hay không đúng không? Và cách là chúng ta kiểm tra điểm M này có nằm trên tiêu y không? đúng không? Sau khi điểm M nằm trên tiêu y rồi, chúng ta có thể kiểm tra giả thiết là khoảng cách từ điểm M tới mặt phẳng P này có đúng bằng 5 không? thì chúng ta cũng tìm được và được. được rồi, như vậy có hai cách làm, cách một là ta cứ làm trực tiếp thôi, và cách hai là chúng ta thay các đáp án vào để chúng ta kiểm tra xem có thỏa mãn cái yêu cầu của đồ bài người ta cho hay không. được chưa? ở đây thì thầy Minh sẽ trình bày theo cách thứ nhất. lời giải, điểm M thuộc tiêu y, thế thì tọa độ điểm M sẽ có dạng là M là 0 M không. Ở đây chúng ta lưu ý là m của ta là lớn hơn hoặc bằng gì? Bằng không. Được chưa? Bởi vì giả thiết này tiêu OI, các em nhớ nhá. Đấy, vấn đề bây giờ muốn tìm tọa độ điểm m, chúng ta chỉ cần tìm m nhỏ thôi. Và muốn tìm m nhỏ thì chúng ta sẽ phải có một phương trình và khoảng cách chính là cái phương trình đó. Suy ra này, khoảng cách từ điểm m tới mặt phẳng P ở à đây chúng ta thay tọa độ điểm m và phương trình mặt phẳng P đúng không? Chỗ nào có x em thay bằng 0 này, y em thay bằng m này, z em thay bằng 0 và ta thu được là 2m cộng 5 trong trị tuyệt đối chia cho căn bậc 2 của hai bình cộng 2 bình cộng trừ một bình phương cái này bằng 3. Đúng không? Và theo giả thiết đầu bài thì khoảng cách này là bằng mấy đây? Bằng 5. Và từ đó chúng ta sẽ tìm được như sau. Là trị tuyệt đối của 2m cộng 5 sẽ bằng 15. Và trị tuyệt đối của 2m cộng 5 bằng 15 thì có hai trường hợp. Đó là 2m cộng 5 bằng 15 và 2m cộng 5 bằng trừ 15. À, sau khi em tìm được uh, hai cái trường hợp này rồi thì chúng ta sẽ thu được là m bằng 5 và m bằng bao nhiêu? Trừ 10 à, chúng ta lưu ý là m bằng 5 và m bằng 10 thì nhớ cái điều kiện của, của chúng ta là m là lớn bằng 0 như vậy giá trị bằng trừ 10 là bị làm sao loại rồi đúng không chúng ta chỉ lấy giá trị m bằng 5 và từ đó chúng ta có điểm m tốc độ là 0 5 0 à, điểm m tốc độ là 0 5 0 điều này chứng tỏ là phương án chính xác ở đây sẽ là phương án gì đây các em đã hiểu bài này chưa đấy như vậy bài này họ lừa mình ở chỗ cái đoạn này đó là điểm m nằm trên tiêu ô gì ô À, trước khi chuyển sang phần ví dụ tiếp theo thì thầy sẽ nhắc lại một chút lý thuyết về mặt cầu vị trí tương đối giữa mặt phẳng và mặt cầu vị trí tương đối giữa mặt phẳng và mặt cầu cho uh, chúng ta là một mặt cầu tâm y bán kính là R và chúng ta có mặt phẳng P đây vậy thì chúng ta sẽ đi xét vị trí tương đối giữa mặt phẳng và mặt cầu và chúng ta nhớ rằng là uh, chúng ta có ba cái vị trí tương đối vị trí đầu tiên đó là mặt phẳng không cắt mặt cầu đúng không và vị trí thứ hai đó là mặt phẳng thế nào đây tiếp xúc với mặt cầu và vị trí thứ ba đó là mặt phẳng cắt mặt cầu theo giao tuyến là một đường gì tròn được chưa? Và để, để xét vị trí tương đối giữa một mặt phẳng và một mặt cầu thì chúng ta sẽ phải đi tính khoảng cách từ tâm của mặt cầu cho tới mặt gì? Mặt phẳng. Và chúng ta so sánh với bán kính thôi. Đúng không? Chúng ta cũng nhớ không? Bây giờ chúng ta sẽ xem lại như sau nhé. Thầy cho em mặt cầu S có phương trình là x bình phương cộng y bình phương cộng z bình phương cộng ax cộng bi cộng cz cộng d bằng 0. À, đây là một mặt cầu có tâm là y và bán kính là r. Thế thì à, bây giờ thầy theo cho chúng ta một mặt phẳng P và chúng ta sẽ đi tính khoảng cách từ điểm y tới mặt phẳng p và nếu như khoảng cách từ điểm y tới mặt phẳng p mà lớn hơn r tức là gì nhỉ tức là mặt phẳng và mặt cầu có điểm chung không à không có điểm chung đúng không tức là mặt phẳng giao với mặt cầu là đường rỗng được chưa đấy là trường hợp một trường thứ hai đó là khoảng cách từ tâm cầu y tới mặt phẳng p mà bằng r thế thì khi đó mặt phẳng sẽ tiếp xúc với mặt cầu và khi đó mặt phẳng được còn gọi là gì tiếp diện của mặt cầu đúng không? Đấy chúng ta sẽ có là P tiếp xúc với S tại điểm H. Và trường thứ ba đó là khi khoảng cách từ điểm Y tới mặt phẳng P mà nhỏ hơn bán kính R. Thế thì khi đó mặt phẳng sẽ cắt mặt cầu theo giao tuyến là một đường tròn. Ở đây thầy đặt có tâm là H và bán kính là R. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi chi tiết hai cái trường hợp đằng sau nhé. À, chúng ta có đây là mặt cầu tâm Y bán kính R và chúng ta có mặt phẳng P đây. Và chúng ta thấy là cái khoảng cách từ tâm cầu tới mặt phẳng P này bằng đúng bán kính R. Thì cái mặt phẳng này sẽ tiếp xúc với mặt cầu. Đúng không? Vậy thì điều kiện tiếp xúc của chúng ta đó là khoảng cách từ tâm cầu cho tới mặt phẳng này là bằng bán kính r tức là bằng bán kính cầu ấy được chưa như vậy một mặt phẳng muốn tiếp xúc tiếp xúc với một mặt cầu tâm y bán kính r thì khoảng cách từ tâm cầu cho tới mặt phẳng phải bằng bán kính các em hiểu chưa đấy và khi đó chúng ta sẽ có như sau đó là tiếp điểm h này sẽ là hình chiếu vuông góc của tâm y lên mặt phẳng B. được chưa? Như vậy khi mặt phẳng mà tiếp xúc với mặt cầu thì tiếp điểm tức là điểm tiếp xúc H này này sẽ chính là hình chiếu vuông góc của tâm cầu lên mặt phẳng P. Đúng chưa em? Đấy. Trường thứ hai đó là khoảng cách trong trường mà khoảng cách từ uh, tâm y của mặt cầu cho tới mặt phẳng P là d và khoảng cách này thì nhỏ hơn bán kính R. Thì khi đó chúng ta đều biết là cái mặt phẳng sẽ cắt mặt cầu theo giao tuyến là một đường gì? Đường tròn. Và thầy gọi là thầy gọi khoảng cách từ điểm y tới mặt phẳng P là d. Bán kính của đường tròn giao tuyến thầy đặt là r bé và Bán kính của mặt cầu thì đặt là R lớn. Thế thì khi đó chúng ta sẽ có như sau. Đây, chúng ta hãy quan sát vào hình vẽ này và chúng ta thấy. À, chúng ta hãy nhìn cho thầy vào tam giác IHM. À, tam giác này là một tam giác vuông, đúng chưa? Chúng ta có độ dài IH ở đây chính là khoảng cách từ tâm cầu tới mặt phẳng đấy. Đúng không? Và khoảng cách này chúng ta tính đặt được là, là D. À, chúng ta có đường tròn giao tuyến. Đường tròn giao tuyến này có bán kính là R. Và bán kính cầu là R lớn. Như vậy chúng ta thấy là cái tam giác này một tam là một tam giác vuông và nó thỏa mãn định lý Pythagore và từ đó thì chúng ta sẽ có một cái đẳng thức quen thuộc như sau. Đó là R bình phương sẽ bằng R lớn bình phương sẽ bằng R nhỏ bình phương cộng với D bình phương. À, công thức này sẽ giúp em như sau. Đó là nếu chúng, chúng ta biết được bán kính của mặt cầu, chúng ta biết được khoảng cách, chúng ta sẽ tính được bán kính của đường tròn giao tuyến. Được chưa? Hoặc nếu như chúng ta biết được bán kính của đường tròn giao tuyến, chúng ta biết được khoảng cách, chúng ta cũng tính được bán kính của gì cầu. Đây chính là cái sự kết nối giữa bán kính cầu với bán kính đường tròn giao tuyến với khoảng cách. Đấy chưa? Đấy. À, sau đó thì chúng ta sẽ còn ghi nhớ thêm một điểm nữa đó là tâm của cái đường tròn giao tuyến đây này là điểm H đấy. Tâm của đường tròn giao tuyến này sẽ là hình chiếu vuông góc của cái tâm cầu Y lên mặt phẳng gì? Đây. Được chưa? Đấy, như vậy chúng ta thấy là mặt cầu mà cắt mặt phẳng B theo ra tuyến là một đường tròn có tâm là H, bán kính là R thì R nhỏ này sẽ được tính theo cái đẳng thức này. Đúng chưa? Còn điểm H sẽ là hình chiếu vuông góc của tâm cầu lên mặt phẳng gì? Đây. Đấy chứ nhỉ? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang ví dụ nhé. Ví dụ, cho mặt cầu S x 2 tất cả bình cộng với y bình cộng với z trừ 1 tất cả bình bằng 1 và mặt phẳng P có phương trình 2x cộng mi trừ 2z cộng 1 bằng 0. Người ta yêu cầu chúng ta như sau tìm m nhỏ để mặt phẳng P tiếp xúc với mặt cầu S. Phương án A, m nhỏ bằng 1. Phương án B, m nhỏ bằng -1. Phương án C, m nhỏ bằng cộng trừ 1 và phương án D là không tồn tại là của m, tức là không có m. Như vậy chúng ta thấy là mặt phẳng thì phụ thuộc vào tham số m. Chúng ta có mặt cầu rồi và cái mặt cầu này từ cái phương trình mặt cầu này thì hoàn toàn chúng ta có thể xác định được tâm và bán kính cầu. Như vậy ta có tâm và bán kính cầu và ta muốn mặt phẳng tiếp xúc. Như vậy chúng ta chỉ cần áp dụng điều kiện tiếp xúc và điều kiện tiếp xúc sẽ giúp em tìm được cái giá trị của m và từ đó chúng ta sẽ chọn được phương án chính xác. Được chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ theo dõi lời giải chi tiết nhé. Ờ, dễ dàng xác định được mặt cầu này có tâm có tọa độ là 201 và bán kính là bằng 1. Sau khi em tìm được tâm và bán kính rồi thì chúng ta sẽ áp dụng điều kiện tiếp xúc như sau. Điều kiện tiếp xúc đó là khoảng cách từ tâm cầu cho tới mặt phẳng chính bằng bán kính R. Được chưa? Và chúng ta sẽ có như sau này. À, chúng ta tính khoảng cách từ điểm Y tới mặt phẳng P thôi đúng không? Em thay tọa độ điểm Y vào phương trình của mặt phẳng P, chúng ta được là 2 x 2 trừ m nhân 0 trừ đi 2 x 1 cộng với 1 trị tuyệt đối chia cho căn bậc 2 của 4 cộng m bình cộng 4, kết quả bằng 1 và giải ra chúng ta sẽ tìm được như sau là các em tìm được m bằng cộng trừ 1. Được chưa? Như vậy khi mà chúng ta tìm được m bằng cộng trừ 1 rồi, chúng ta sẽ tìm được vai đáp chính xác ở đây sẽ là phương án nào? À, đáp án chính xác chính là đáp án C. Được chưa? Đấy, như vậy các em đã hiểu bài này chưa? Chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ tiếp theo. Ví dụ, cho mặt cầu S có phương trình là x trừ 1 tất cả bình phương cộng y trừ 1 tất cả bình phương cộng với z trừ 1 tất cả bình phương bằng 2. Cắt mặt phẳng P có phương trình 2x trừ 2y cộng z cộng 2 bằng 0 theo một đường tròn có bán kính là đáp án A căn 2, đáp án B 1, đáp án C 2 và đáp án D 4. Như vậy chúng ta thấy ở đây người ta cũng cho ta mặt cầu rồi đúng không? Và người ta cho ta là mặt cầu này cắt mặt phẳng theo ra thấy là một đường tròn và người ta hỏi cái bán kính của đường tròn này được chưa như vậy muốn tính bán kính của đường tròn này thì chúng ta nhớ cái hệ thức là r lớn bình phương bằng d bình phương cộng r bé bình phương đấy đúng không như vậy muốn tính r bé ở đây chúng ta sẽ tính cho thầy cái bán kính cầu r lớn và chúng ta tính khoảng cách từ tâm cầu tới mặt phẳng thế là chúng ta sẽ tính được bán kính r bé được chưa như vậy chúng ta sẽ có như sau trước hết là chúng ta sẽ xác định cho thầy cái tâm và bán kính của mặt cầu nhé mặt cầu có tâm là một 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 rồi đấy bán kính ở đây là bằng căn gì căn hai các em nhớ nhé đây là hai thì bán kính ở đây sẽ là phải là căn hai nhớ chưa đấy sau đó chúng ta sẽ có khoảng cách từ cái điểm y cho tới mặt phẳng p được tính theo như công thức sau là khoảng cách từ y tới p chúng ta thay vào chúng ta tính thôi nhá và chúng ta sẽ tìm được kết quả khoảng cách này là bằng một à, sau khi em tính được khoảng cách bằng một rồi chúng ta sẽ tính được ngay bán kính của đường tròn giao tuyến bán kính sẽ được tính là căn bậc hai của r lớn bình phương trừ DD bình phương tức là bằng hai trừ một và bằng được chưa? Như vậy chúng ta tính được bán kính R bằng 1. Vậy thì phương án chính xác của em ở đây sẽ là phương án gì đây? Phương án B đúng không? Đấy, như vậy chúng ta chọn phương án chính xác là phương án B. Các em đã hiểu bài này chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo nhé. À, phần tiếp theo thì Minh muốn giới thiệu với chúng ta ở đây đó là bài toán tìm hình chiếu của một điểm lên một mặt phẳng và ở đây chúng ta chỉ xét là hình chiếu vuông góc. À, chúng ta sẽ có bài toán như sau. Đó là cho điểm M tọa độ x0 y0 z0 và mặt phẳng P có phương trình là ax cộng BI cộng CZ cộng D bằng 0 Và nhớ ở đây chúng ta có điều kiện là ABC không được thời bằng 0 à, H là hình chiếu vuông góc của M lên mặt phẳng P à, M phẩy là điểm đối xứng của M qua mặt phẳng P Và thầy yêu cầu em như sau đó là tìm tọa độ của điểm H và tìm tọa độ của điểm M phẩy Đấy. Như vậy bài toán của chúng ta ở đây đó là cho chúng ta một điểm Cho chúng ta điểm M và cho chúng ta mặt phẳng P Và chúng ta sẽ phải tìm hình chiếu vuông góc là điểm H Và chúng ta tìm thêm cả cái điểm nữa là điểm đối xứng M phẩy là điểm đối xứng của M qua mặt phẳng P vậy làm nào để tìm được nhanh cái hình chiếu vuông góc à, thực ra chúng ta học trên lớp chúng ta biết rồi là là có rất nhiều cách để tìm cái hình chiếu vuông góc này đúng không tuy nhiên làm nào để làm nhanh thế thì ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu chúng ta một cái thuật toán mà chúng ta có thể làm được rất là nhanh tìm được rất là nhanh cái hình chiếu vuông góc và điểm đối xứng chúng ta sẽ có như sau à, chúng ta hãy theo dõi trên hình vẽ này và chúng ta thấy là thầy cho em cái mặt phẳng ở uh, P đúng không và chúng ta có cái điểm M tọa độ là x0 y0 z0 và nhiệm vụ của chúng ta ở đây là sẽ tìm cái hình chiếu vuông góc là điểm H. Thế thì làm ra để tìm tọa độ điểm H? À, thế thì chúng ta sẽ lưu ý như sau. Trước mắt là muốn tìm tọa độ điểm H thì chúng ta sẽ tính cho thầy cái T. Và làm ra để tính T? Thì cách người ta tính T như sau. Đó là à, chúng ta thay tọa độ điểm M vào phương trình của mặt bằng P. À, chỗ nào có x ta thay là x0, ta thay là y0 và ta thay là z0 vào. Đúng không? Ta thay vào phương trình này. Và ở đây thì ta lưu ý là cái T sẽ được tính là AX0 cộng BI0 cộng CZ0 cộng D chia cho A bình cộng B bình cộng C bình. Chúng ta có thấy công thức này quen không? Rất là quen đúng không? Nó hơi giống cái công thức khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng. Tuy nhiên thì lưu ý ở trong cái công thức tính T này là chúng ta không có trị tuyệt đối và chúng ta không có căn. Em nhớ chưa? Đấy, như vậy chúng ta tính được ngay T và cái T này rất là dễ nhớ để có thể tính được. À, sau khi em tính T xong thì cái tọa độ hình chiếu vuông góc H sẽ được tính theo công thức sau. H sẽ được tính là bằng x0 trừ A lớn T, y0 trừ B lớn T, và z không trừ ct. Ở đây chúng ta lưu ý đó là thế nào? Cái công thức này chúng ta thấy là x không này trừ đi at, trong đó a ở đây chính là cái hệ số của cái của x trong cái phương trình mặt phẳng p và tương tự thường với b và với c như vậy công thức này cũng dễ nhớ đúng không? X 0 trừ đi at, y không trừ đi bt và z không trừ đi gì đây? Ct. Đây chính là cái tọa độ điểm. Được chưa? Sau khi em có tọa độ hình chiếu H rồi thì chúng ta sẽ xem xem là cái điểm đối xứng nó như thế nào nhé. Chúng ta thấy là M là điểm đối xứng của điểm M qua mặt phẳng P. Nếu như chúng ta có điểm H là trung điểm của M phẩy. Được chưa em? Chúng ta có M này, chúng ta có H, chúng ta sẽ xác định được điểm M phẩy. Được chưa nhỉ? Và tọa độ điểm M sẽ được tính nhanh theo công thức sau. Tọa độ M là x bằng x0 trừ 2A lớn T, y bằng y0 trừ 2B lớn T và z bằng z0 trừ 2 lần t. Chúng ta thấy cái điểm khác biệt giữa tọa độ điểm m phẩy và tọa độ điểm h đấy là gì? Là cái chỗ tọa độ điểm m phẩy là có cái hệ số 2 ở trước này, còn điểm h thì không hề có. Được chưa nhỉ? Đấy, như vậy đây chỉ là cái cách mà rất là nhanh để có thể tính được cái hình chiếu vuông góc và cái điểm đối xứng. Bây giờ chúng ta sẽ theo dõi các ví dụ minh họa nhé. Ví dụ, thầy cho em mặt phẳng P 2x thì trừ y cộng 2z trừ 3 bằng 0. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc h của điểm A lên mặt phẳng P. Ở đây với điểm A có tọa độ là 3 4 1 và phương án A người ta đưa ra như sau là điểm H tọa độ là 1 1 0. Phương án B H có tọa độ là 0 1 2. Phương án C H có tọa độ là 1 3 1 và phương án D H có tọa độ là 0 1 2. Đấy, như vậy đây là bài toán tìm hình chiếu vuông góc thôi đúng không? Và làm nào để làm nhanh? Chúng ta hãy áp dụng thuật toán mà thầy vừa đưa ra nhé. À, chúng ta sẽ có như sau, trước mắt là chúng ta đi tính T đã. Đây, cách tính T. Các em lưu ý là một tính t chúng ta thay theo đổi điểm a và phương trình mặt phẳng p. Nhớ là không có trị tuyệt đối ở trên tử nhá. Và ở dưới mẫu sẽ là hai bình em cộng với trừ một bình phương và em cộng với hai bình phương. Được chưa? Ta dễ dàng tìm được là t bằng 1. Sau khi ta tìm được t bằng 1 rồi thì chúng ta sẽ tìm được tọa độ điểm h như sau. Tọa độ điểm h đó là x bằng 3 trừ 2t. 3 trừ 2t là gì nhỉ? Đây chúng ta có này, 3 này, em trừ đi. 2x thì đây là 2t. Đúng chưa? Trừ 4 em trừ đi. Trừ đi trừ đúng không? Thì sẽ là cộng. Đấy, và chúng ta có là 1 trừ đi 2T nữa. Được chưa? Sau khi em có cái xác định được cái tọa độ điểm H theo T rồi, thì em chỉ cần thay T bằng 1 từ bên trên, em thay xuống bên dưới cho thầy. Đấy, thế là chúng ta tìm được là x bằng 1 này, y bằng 3 và z bằng 1. Và chúng ta tìm được ngay tọa độ hình chiếu trong trường hợp này là 1 3 1. Đúng không? Và phương án chính xác của em ở đây chính là phương án gì đây? Phương án C. Như vậy em hiểu cái thuật toán này chưa? Vậy chúng ta thấy là à, rõ ràng là nếu áp dụng những công thức giải nhanh này thì việc tìm hình chiếu vuông góc ở đây vô cùng đơn giản và nhanh. Được chưa em? Chúng ta sẽ cùng theo dõi ví dụ minh họa tiếp theo nhé. Cho điểm A tọa độ 1 0 0, điểm B tọa độ là 0 1 0 và điểm C tọa độ là 0 0 2. À yêu cầu là tìm tọa độ trực tâm H của tam giác ABC. Và phương án A, H tọa độ là 1/3, 1/3, 2/3. Phương án B, H tọa độ là 4/9 4 phần 9, 2 phần 9. Và phương án C, H tọa độ là 0, 1 phần 3, 2 phần 3. Phương án cuối cùng là phương án D, H tọa độ là 4 phần 9, 0 và 2 phần 9. Ta đọc bài này ta thấy nó có vẻ rất là lạ. Đúng không? Yêu cầu là tìm tọa độ trực tâm của một tam giác. Bài toán tìm tọa độ trực tâm của một tam giác trong không gian không phải là bài toán dễ. Đúng không? Như vậy làm nào để có thể giải nhách được? Thế thì chúng ta hãy xem cho thấy như sau. À, chúng ta hãy đọc được bài và chúng ta thấy là ba điểm ABC có gì đặc biệt không? À, rõ ràng là chúng ta thấy là điểm A tọa độ là 100 thì điểm A nằm trên trục O, OX. Điểm B nằm trên trục gì nhỉ? OI và điểm C nằm trên trục O, OZ. Như vậy chúng ta thấy là ba điểm ABC của mình rất đặc biệt. Đó là ba điểm nằm trên ba trục tọa độ OX, OI và OZ. Đúng chưa? Khi mà chúng ta có ba điểm nằm trên ba trục tọa độ rồi thì chúng ta đã có một kết quả ở các ví dụ ở phần trước ấy. Chúng mình có nhớ không? Điểm H là trực tâm của tam giác ABC, nếu như OH sẽ vuông góc với mặt phẳng nào? ABC mà OH vuông góc mặt phẳng ABC điều này chứng tỏ rằng là điểm H sẽ là hình chiếu vuông góc của điểm O lên mặt phẳng nào? ABC. Như vậy bài toán tìm trực tâm ở đây quay trở về bài toán đi tìm hình chiếu vuông góc. Đúng không? Và muốn tìm hình chiếu vuông góc ở đây thì trước mắt là chúng ta sẽ đi viết phương trình mặt phẳng ABC. Sau đó là chúng ta sẽ áp dụng công thức giải nhanh để có thể tìm được hình chiếu vuông góc. Được chưa? Và từ đó thì chúng ta sẽ có lời giải chi tiết như sau. Do điểm A thuộc trục Ox, B thuộc Oy và C thuộc Oz nên dễ dàng có là OH vuông góc mặt phẳng ABC điều này chứng tỏ là điểm H cần tìm Chính là hình chiếu vuông góc của O lên mặt phẳng ABC, được chưa? Em viết phương trình mặt phẳng ABC nhé. Chúng ta có là x chia 1 cộng y chia 1 cộng z chia 2 bằng 1 và từ đó chúng ta sẽ có được là phương trình mặt phẳng ABC là 2x cộng 2y cộng z trừ 2 bằng 0. Sau khi chúng ta có mặt, mặt phẳng ABC rồi, chúng ta có gốc tọa độ O có tọa độ là gì nhỉ? 0, 0, 0 và chúng ta hãy áp dụng công thức giải nhanh của thầy để tìm được hình chiếu vuông góc và chúng ta có như sau. Ở T ở đây chúng ta tính là bằng được được tính bằng là bằng chia 2 phần 9 đúng không? Sau khi em có t rồi thì chúng ta sẽ có tọa độ điểm h là x thì bằng 0 trừ 2t, y bằng 0 trừ 2t và z bằng 0 trừ t. À, và bây giờ chúng ta sẽ thay cho thầy là t bằng 2 phần 9 thay dùng công thức này. Chúng ta tìm được là x thì sẽ bằng là 4 phần 9, y bằng 4 phần 9 và z bằng 2 phần 9. vậy rất là nhanh đúng không? Đấy, chúng ta tìm được x, y và z rồi. Từ đó chúng ta sẽ có ngay điểm h tọa độ là 4 phần 9, 4 phần 9, 2 phần 9. Vậy thì phương án chính xác của em ở đây là phương án gì? À, chúng ta sẽ tìm được ngay phương án chính xác là phương án thì B. Được chưa? Như vậy bài này rất là hay đúng không? Chúng ta thấy là cái trực tâm trong trường hợp này chính là hình chiếu vuông góc của góc tọa độ O lên mặt phẳng ABC. Đúng chưa? Và muốn tìm trực tâm, bây giờ chúng ta quay trở về bài toán đi tìm hình chiếu vuông góc. Các em hiểu bài này chưa? Đấy. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang ví dụ tiếp theo. Ví dụ cho điểm A tọa độ 3 1 2, điểm B tọa độ là -3 1 0, mặt phẳng P có phương trình x cộng y cộng 3z 14 bằng 0. Điểm M thuộc mặt phẳng P sao cho tam giác MAB vuông tại M. Tính khoảng cách từ điểm M tới mặt phẳng OXY. phương án A khoảng cách bằng 5. Phương án B khoảng cách bằng 4. Phương án C khoảng cách bằng 3. Và phương án D khoảng cách bằng 1. Như vậy chúng ta thấy ở đây là là thế nào nhỉ? Là chúng ta phải đi tìm toàn độ điểm M. Đúng không? À, chúng ta tìm toàn độ điểm M. Thì sau khi mà tìm được toàn độ điểm M rồi thì chúng ta sẽ tính được ngay khoảng cách từ điểm M tới mặt phẳng OXY. Như vậy việc làm đầu tiên là đi tìm toàn độ điểm M đúng không? và chúng ta muốn tìm ra độ điểm M thì chúng ta thấy rằng là à, điểm M có giả thiết là nằm trên mặt phẳng nào? P. Và giả thiết thứ hai của điểm M đó là cái tam giác MAB là tam giác vuông tại đâu? Tại M. Như vậy chúng ta có hai giả thiết để có thể tìm được điểm M. Đúng không? Đấy, chúng ta tìm được điểm M xong thì sẽ tính được cái khoảng cách. Vậy thì bây giờ làm ra tìm được điểm M, chúng ta sẽ xem như sau. À, chúng ta nhớ cho thầy là cái tam giác MAB vuông tại M. Điều này chứng tỏ là điểm M luôn nhìn cái đoạn AB dưới một góc 90 độ. Và điểm A và điểm B của ta là cố định rồi đấy Cho rồi đúng không? Như vậy thì điểm M nó phải nằm ở đâu? À điểm M sẽ nằm trên một cái mặt cầu Có đường kính sẽ là AB Và ta thấy là à, điểm M nằm trên mặt cầu đường kính AB Mà điểm M lại nằm trên mặt gì? Mặt phẳng Vậy thì điểm M phải là điểm gì? Chung giữa mặt phẳng với lại mặt gì? Mặt cầu Đúng chưa? Như vậy chúng ta lại quay trở về bài toán là xét vị trí tương đối giữa một cái mặt phẳng với lại mặt gì? Mặt cầu Và cái việc xét vị trí tương đối này sẽ giúp em có thể tìm được tọa độ điểm M được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ theo dõi lời giải chi tiết như sau. À, chúng ta có AB chúng ta tính ra là bằng 2 căn 11. À, sau đó chúng ta sẽ tìm tọa độ trung điểm Y của AB. À, dùng công thức trung điểm thì chúng ta sẽ tìm được Y tọa độ là là 001. Được chưa? Và do cái tam giác MAB vuông tại M, thế nên là điểm M sẽ thuộc mặt cầu tâm Y và bán kính sẽ là AB chia 2, tức là bán kính ở đây sẽ là căn 11. Được chưa? Đấy. À, từ đó thì chúng ta sẽ có như sau. À, mà chúng ta nhớ cho thầy là điểm M lại là giao. Đúng không? Điểm M thuộc mặt phẳng này và điểm M nằm trên mặt cầu thì điểm M sẽ phải là giao của mặt cầu và mặt gì? Mặt phẳng. Được chưa? Như vậy điểm M bây giờ sẽ là điểm chung giữa một cái mặt cầu và mặt phẳng. Và bây giờ muốn làm tiếp thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải đi xét vị trí tương đối giữa mặt phẳng với lại mặt gì? Mặt cầu. Và chúng ta sẽ xem như sau. Chúng ta tính khoảng cách từ điểm Y tới mặt phẳng P để chúng ta xét vị trí tương đối, đúng không? Và chúng ta tính được khoảng cách này à bằng căn 11. Khoảng cách này bằng căn 11. Mà hình như bán kính của cầu cũng bằng bao nhiêu? À cũng bằng K11 đúng không? Như vậy chúng ta thấy là khoảng cách từ điểm Y tức là từ tâm cầu tới mặt phẳng P chính bằng bán kính của cầu. Đúng chưa? Như vậy chúng ta có ngay là khoảng cách từ điểm Y tới mặt phẳng P bằng bán kính của cầu. Thế nên là cái mặt cầu sẽ tiếp xúc với mặt phẳng và tại đúng điểm M này. Được chưa? Và chúng ta ghi nhớ cho thầy là khi một cái mặt phẳng mà tiếp xúc với mặt cầu tại cái điểm M đấy, thì điểm M này được gọi là tiếp điểm mà điểm M này gọi là tiếp điểm thì chúng ta sẽ có ngay là IM sẽ phải là vuông góc với mặt phẳng. Được chưa? Như vậy chúng ta sẽ có là M sẽ là hình chiếu vuông góc của điểm I lên mặt phẳng P. Được chưa? Như vậy muốn tìm tọa độ điểm M trong trận này thì bây giờ chúng ta quay trở lại cái bài toán là đi tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm I lên mặt phẳng P và chúng ta lại áp dụng thuật toán của thầy thôi. Chúng ta có như sau. À, chúng ta tính T cho thầy nhé. Chúng ta tính T và ta tìm được T bằng -1. À, sau khi em có T bằng -1 rồi thì chúng ta sẽ có tọa độ điểm M sẽ được tính như sau x bằng 0 trừ t, y bằng 0 trừ t, z bằng 1 trừ 3t. Và em thay t bằng trừ 1 xuống bên dưới, chúng ta sẽ tìm được là x bằng 1, y bằng 1, z bằng 1. À, sau khi em tìm được 1, 1, 4 rồi, tức là tọa độ điểm M đây sẽ có dạng là 1, 1, 4. Và khi mà chúng ta có tọa độ điểm M rồi, thì cái khoảng cách từ điểm M tới mặt phẳng Y này, chúng ta tính được ngay. Đúng không? Nó chính bằng là 4. Vậy thì đáp án chính xác của chúng ta là đáp án gì? À, đáp án chính xác của ta là đáp án gì? À, gì? B được chưa? Như vậy em hiểu bài này chưa? đây là một bài tập rất là khó đấy đúng không? và chúng ta thấy là uh, cái việc xét vị trí tương đối và cái việc nhận định được là, là điểm M là điểm chung của cái mặt phẳng và mặt cầu mà dẫn tới cái việc là em xét vị trí tương đối giữa mặt cầu với mặt phẳng và từ cái việc xét vị trí tương đối giữa mặt phẳng với mặt cầu ta phát hiện ra một điều rất đặc biệt đó là mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu và từ đó thì cái điểm M đó chính là cái hình chiếu vuông góc của tâm cầu lên mặt phẳng và ta giải bài toán tìm cái hình chiếu vuông góc thế là ta tìm được đáp án. các em đã hiểu bài này chưa? Các em thân mến, như vậy là thời lượng của bài học ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Các em đừng quên truy cập vào website chinh phục kỳ thi vtv7.vtv.vn hoặc truy cập vào fanpage của chương trình để làm bài tập trắc nghiệm. Hẹn gặp lại chúng ta vào các số tiếp theo.